Wow, công nhận ra Yuna luôn bà. Nhìn hợp với mặt em ghê luôn. Nhìn cứ như là công chúa ấy. Xinh ghê á trời. Con kia mày đứng lại coi. Mày đừng có tỏ vẻ tội nghiệp. Tao đập cho mày trừ cái thối cướp đồ của tao luôn bây giờ. Mày nghĩ mày là ai hả? Đúng rồi đó chị, con này phải đánh cho nó tỉnh ra, chứ không nó tưởng nó là idol. Hu hu, em đâu chị ơi. Hai chị tha cho em không cố ý. Hu hu, đau quá, hỏng hết tóc rồi. Hồi nãy tóc đẹp thế mà các chị phá hỏng hết rồi, phải cột lên thôi. Con làm hỏng hết tóc rồi. Dạ con. Thôi, con ngủ đi, nay ba mệt rồi. Ba đi ngủ đây. Con chào chú ạ. À. Ừ, chào con. Dạ, con chào chú. Chào con. Dạ chú ơi, chú cho con hỏi, có phải bạn Yuna đang tập diễn ở đây không ạ? À? Có đó con, nhưng mà bây giờ Yuna đang tập diễn. Yuna tập hát à chú? Dạ, hôm nay bạn Yuna có hẹn với tụi con đến đây á, chú có thể cho con gặp bạn ấy được không? Chắc khoảng một tiếng nữa mới tập xong á. Dạ vậy tụi con đợi ạ. À. Dạ con cảm ơn chú nhiều ạ. À. Ê chị, có hai cái con nhỏ nào nó kiếm con nhà quê kìa chị. Xuống coi thử không? Xuống coi sao đây. Chào hai bạn. Chào hai em nha. Em chào hai chị ạ. À. Dạ em chào hai chị ạ. À. Tụi em kiếm Yuna có chuyện gì không vậy? Dạ, bọn em có hẹn với Yuna. Yuna nói là có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa em á chị. May quá, Yuna có nhờ tụi chị nói với hai em một chuyện nè. Đó là Yuna không có chơi với mấy đứa nhà quê đâu. Vậy nên từ nay á, các em hãy cút ra khỏi cuộc đời của Yuna đi nha. Ơ, Yuna đâu phải người như vậy ạ? À? Yuna bây giờ là idol rồi, tụi em không có xứng chơi với bạn ấy đâu. Đúng rồi đó, idol không có chơi với bọn nhà quê. Chị ơi, có đúng đây là những lời Yuna nói ra không chị? Có phải là bây giờ Yuna là idol rồi, Yuna không muốn tiếp xúc với những người như tụi em đúng không chị? Chị hãy nói thật cho em biết đi. Hai chị ở chung nhà với bạn Yuna, chắc là hiểu bạn ấy lắm. Ừ, thật sự là vậy đó. Yuna nó không muốn gặp tụi em nên mới nói tụi chị xuống nói chuyện này nè. Nên tụi em đi về đi, đừng có kiếm nó nữa. Đúng rồi đó, Yuna không muốn muốn nhìn mặt hai đứa đâu. Đi về đi, không Yuna nó xuống nó lại chửi cho lại quê. Tụi em đi ra nào, đi về đi. Dạ vâng, thôi tụi em về. Hóa ra là muốn gặp tụi em á. Để chửi tụi em là đồ nhà quê. Vậy mà cứ tưởng gặp để làm gì? Bọn em về. Đúng là cái đồ nhà quê. Đúng là quê có khác. Chơi với bọn nhà quê y chang chị ha. Đúng rồi đó. Mấy cái đồ đó đuổi đi là đúng. Thôi đi tập tiếp đi chị. Đi thôi em. Chú ơi, chú cho con hỏi. Có chuyện gì vậy con? Hồi nãy á, có hai bạn con tới kiếm con đúng không chú? À, có đấy con. Hai bạn, một bạn tên Dan, một bạn tên Lia tìm con đấy. À vâng ạ, à. Vậy bạn con đâu rồi ạ? À? À, lúc nãy chú thấy Mickey với Linh nói chuyện với hai bạn đấy. Nói xong là hai bạn ấy về luôn. Ờ, chú có biết hai chị ấy nói chuyện gì với bạn con không ạ? À? Chú cũng không rõ nữa, con lên hỏi hai chị nhé. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Vậy để con lên hỏi hai chị thử coi sao ạ. À? Ừ, không có gì đâu con. Bọn nhóc này bây giờ khó hiểu thật. Hey.
Cậu đừng có khóc nữa được không, Lia? Cậu khóc từ nãy tới giờ nhiều lắm rồi đấy. Nhưng mà tớ buồn lắm. Tớ không nghĩ Yuna là người như vậy. Bản thân tớ còn thấy bất ngờ nữa mà. Tớ thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy luôn á. Và tớ cũng không thể ngờ được là Yuna là con người như vậy. Thế thì con ấy là con người như vậy sao? Hồi nãy á, cậu cũng thấy rồi đó. Hai chị đó là ở chung nhà với Yuna. Bây giờ chắc còn chơi thân với Yuna hơn cả tụi mình nữa. Mà hai chị ấy nói như vậy rồi, Yuna còn không muốn gặp hai đứa mình nữa mà. Thì cậu còn khóc làm gì? Tớ không biết phải làm gì bây giờ cả. Thôi, cậu đừng có buồn nữa Lia. Buồn cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu. Tớ nghĩ là cách tốt nhất bây giờ là mình nên rời xa Yuna như lời hai chị ấy nói. Ừ, có lẽ như vậy là tốt nhất. Có lẽ làm như vậy sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của Yuna đó. Gọi hôm nay là ngày chấm dứt tình bạn của chúng ta. Ừ cậu, buồn thật đấy. Nhưng mà thôi cậu đừng buồn nữa. Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu. Tớ hứa là tớ sẽ làm mà. Từ nay tớ chỉ có một mình cậu thôi đây nè. Cậu đừng bao giờ bỏ tớ như Yuna nhé. Tớ hứa mà, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu. Mà từ nay tốt nhất là cậu đừng nhắc đến Yuna nữa. Coi như là bạn ấy không tồn tại đi. Như vậy sẽ đỡ buồn hơn đấy. Cậu đừng có buồn nữa nha Lia. Tớ và cậu đi ăn kem đi. Ăn kem là sẽ quên hết mọi nỗi buồn đó. Ừ cậu. Dạ hai chị ơi, hai chị cho em hỏi. Cái gì? Cho em hỏi, hồi chiều nay ở trung tâm ca nhạc có hai bạn em tới kiếm đúng không chị? Ừ đúng rồi đó em. À, một bạn tên Đan và một bạn tên Lia đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó là hai bạn của em đó chị. Mà chị ơi, bác bảo vệ nói là hai chị nói chuyện xong là bạn em bỏ đi luôn, có đúng không ạ? À, chuyện đó thì đúng rồi đó. Trời ơi, là do hai bọn chị bảo với em đó. Hai con nhỏ đó đến trung tâm ca nhạc kiếm em nè. Xong cái tụi chị nói với nó là đợi em một xíu rồi em xuống. Vậy ạ? À. Nhưng mà tụi nó kêu không cần phải đợi. Tụi nó kiếm em cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tụi nó hỏi là sao từ lúc mà em làm idol tới giờ em nổi tiếng rồi, có tiền rồi, mà sao không cho hai bọn nó một đồng nào hết vậy? Ờ, bạn bè cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Có tiền mà không nhớ đến bạn bè gì hết. Có phải hồi trước em hứa với bạn em là lúc em giàu sẽ mua này mua kia cho tụi nó đúng không? Dạ, hồi xưa em có kêu là mua kem. Nhưng mà sao chị biết chuyện đấy ạ? À? Mấy cái lời hứa đó dễ đoán mà em. Bọn nó kêu em là đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Trời ơi, chị còn lạ gì mấy cái nhỏ bạn đó. Tụi nó ghét idol giống như tụi mình. Nó chơi với mình á, chỉ để lợi dụng thôi. Đúng rồi đó, nó chửi chị với chị Linh quá trời. Ơ, bạn em chửi hai chị ạ. À. Chắc là do bạn em giận quá nên mới như vậy ạ. À. Em xin lỗi hai chị. Thôi không có gì đâu em, chị hiểu mà. Đúng rồi em, tụi chị cũng là idol nên tụi chị hiểu. À mà trước khi đi á, tụi nó có nói một câu là... Dạ bạn em nói gì ạ? À? Là từ nay về sau á, em đừng có kiếm thay tụi nó nữa. Tại vì bọn nó không có quen biết một người ích kỷ giống như em đâu. Nên là từ nay về sau, tụi nó không có muốn tiếp xúc với em nữa. Đó, em thấy chưa? Không ai thương em bằng hai chị đâu. Tụi chị đã đứng ra bảo vệ cho em đó. Dạ vâng, em không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.
Em buồn quá. Thôi đừng buồn nữa em. Thật ra bọn chị đối xử với em như thế nào cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Đúng rồi đó em, thương cho roi cho vọt mà. Dạ em cảm ơn hai chị. Ừ thôi em quên tụi nó đi. Đúng rồi, chơi với hai chị là được rồi. Idol phải chơi với idol nó mới xứng tầm em ạ. Dạ vâng ạ, vậy em lên đi tắm trước nha chị. Ừ lên đi em, nay tập mệt rồi. Dạ vâng ạ. Mấy cái con nhỏ nhà quê đúng là ngu nữa. Mới nói thế mà cũng tin. Từ nay chắc tụi nó ghét nhau lắm chị ha. Ừ, từ nay chúng nó còn chơi với nhau được là cũng là chuyện lạ. Tình bạn nay chỉ còn đúng là cái nịch thôi. Này thì bạn thân đồ ha. Thân ai nấy lo thì có. Bây giờ chắc là tụi nó ghét nhau lắm. Hôm nay đúng là vui thật. Công nhận vui quá trời luôn. Mình không ngờ rằng mọi chuyện lại đi tới nước này. Chắc có lẽ mọi chuyện như ngày hôm nay đều là do bản thân mình hết. Vì ngay từ đầu chính mình là người chọn con đường trở thành ca sĩ nổi tiếng mà. Cho nên bây giờ mọi hậu quả mình đều phải chịu thôi. Chắc là bây giờ hai bạn ấy ghét mình lắm. Bây giờ nếu có một điều ước, mình chỉ ước á, là tình bạn của chúng mình lại được như xưa thôi. Mình biết phải làm sao bây giờ.